Rồi xin chào anh em, thì hôm nay về Ruby tiếp em review cho anh em nhé. Thì đây là con bơm hơi giá 800 ngàn nha. Bơm hơi điện tử giá 800 ngàn. Rồi, mài có cũ có mới giá 800 ngàn đến 1 triệu 2 một cây. Tùy đẹp xấu nha. Tùy vào đẹp xấu của nó. 800 ngàn đến 1 triệu 2. Rồi, còn cái này là cắt rung giá 800 ngàn một cây. Cứ kiếm thì về rất là nhiều, anh em khỏi lo. Rồi đây, về một cái mài brushless hàng đẹp Tuyến. Đó, cái này là dính bụi cho em bỏ trong cái thùng có bụi này, chứ máy này mới tinh. Đó, cây này thì để hữu nghị cho anh em. Đó, 1 triệu 8. Tay cầm đầy đủ nha, tay cầm của nó đây. Rồi, cưa đĩa rất là nhiều. Cưa đĩa thì có laser này kia, cây có laser, cây không. Đó, cây đĩa 150, cây đĩa 665. Thì giá của nó là cưa đĩa là giá 1 triệu một cây đi. Đó, anh em nào có nhu cầu liên hệ nhanh gọn lẹ. Còn khoan rootless, con này để cho anh em 1 triệu tư, khoan không búa nhưng mà vẫn khoan tường được bằng mũi Unica nhá. Tại mũi Unica là không khoan bằng chức năng búa. Còn đây con này là con cũ 1 triệu 2, máy chạy bình thường, anh em yên tâm test trước khi lấy. Còn con này đẹp hơn xíu, có búa luôn, thì để cho anh em 1 triệu 6. Đó, anh em nào có nhu cầu liên hệ. Pin đóng adapter của nó thì 800 ngàn một cục. Đây, 800 ngàn một cục pin đóng adapter nhá. Đó, 800 ngàn một cục pin đóng adapter. Còn anh em nào mua pin zin 5A 1 triệu 3 pin đẹp Tuyến. Đó, con này là 800 ngàn là có sạc luôn adapter. Còn pin zin thì chưa có sạc. Đó, cứ kiếm thì về rất là nhiều. Đây là cơ kiếm hàng Tuyến đẹp á. Thì 1 triệu một cây, cơ kiếm đẹp, còn xấu thì 800. Cưa này mới chưa dùng luôn. Đó, con này là mới chưa dùng này. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Thân máy của nó là brushless nhá. Thân máy nó brushless thì giá 1 triệu 8 một cái thân máy brushless. Đó, cưa 36V. Hàng đẹp luôn á, 4 triệu một cây, cả pin cả sạc. Rồi, cảm ơn anh em xem video. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Đây là banding ép cũ này để cho anh em là 1 triệu tư. Giá rẻ, hiện tại các hãng khác là banding rất là cao giá. Rồi, đây là banding U. Đinh U này thì để cho anh em là 1 triệu 3. Đó, có một cây duy nhất thôi. Đó, tình hình là Ruby có nhiều đấy. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Còn mấy hàng Ruby mới thì nhiều. Còn tía cành đây nữa. Tía cành này thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Thân máy là thân máy tỉa cành này để cho anh em 1 triệu 2 đi. Thân máy tỉa cành 1 triệu 2 đi nhanh. Rồi, cảm ơn anh em xem video nhé. Số điện thoại của em 0931172897. Địa chỉ 854 xã 43 Thống Nhất, phường 15, Gò Vấp. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Còn hàng mới gì thì rất là nhiều. Để em video em làm sau nha anh em.